Trung Quốc áp luật yêu cầu tàu nước ngoài vào Biển Đông phải khai báo. Mỹ lên tiếng bác bỏ. Triều Tiên từ chối nhận 3 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc. Giao tranh với nhóm dân quân đối lập ở Afghanistan, Taliban nhận trái đắng. Ngay khi quân đội Mỹ rời đi, Taliban đã đến từng nhà dân để hành quyết. Một nửa số dân Mỹ muốn ông Biden từ chức sau quá trình rút quân thảm hại khỏi Afghanistan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiêu điểm quốc tế của TCT. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trung Quốc áp luật yêu cầu tàu nước ngoài vào Biển Đông phải khai báo, Mỹ lên tiếng bác bỏ. Hai ngày sau khi Bắc Kinh ra quy định yêu cầu những tàu nước ngoài đi vào Biển Đông phải khai báo với cơ quan hàng hải Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quy định này là bất hợp pháp, gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển. Theo đó, Mỹ tuyên bố sẽ sát cánh cùng đối tác và đồng minh để duy trì trật tự quốc tế. Tờ South China Morning Post trích dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông John Strapple nói rằng, các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông bất hợp pháp và sâu rộng, bao gồm cả ở biển Đông, đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển, gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại hợp pháp, các quyền và lợi ích của biển Đông đối với các quốc gia ven biển khác. Mỹ cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hiện các nhà quan sát đang đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có đủ năng lực để thực thi một quy tắc mới sâu rộng đến mức mà các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, coi là bất hợp pháp hay không. Triều Tiên từ chối nhận 3 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia trên thế giới chưa bắt đầu tiêm vaccine của Trung Quốc, bao gồm một số nước như Triều Tiên, Haiti và Eritrea. Vào ngày 1 tháng 9, phát ngôn viên của UNICEF thông báo Bộ Y tế Triều Tiên đã từ chối hàng triệu liều vaccine Sinovac. Lý do được nước này đưa ra là nguồn cung vaccine có hạn, trong khi số ca mắc tại các nước khác đang gia tăng. Vì vậy, Triều Tiên đề nghị hàng triệu liều vaccine này nên được gửi tới các quốc gia khác có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng. Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang nghi ngờ hiệu quả vaccine của Trung Quốc. Theo đó, Triều Tiên cũng từng từ chối nhận các lô vaccine của hãng AstraZeneca do lo ngại về tác dụng phụ của loại vaccine này. Vào tháng 5, 2021, có thông tin cho rằng một quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tử vong sau khi tiêm thuốc của Trung Quốc. Điều này khiến ông Kim Jong-un rất tức giận, ra lệnh cấm các loại thuốc do Trung Quốc sản xuất, kể cả vaccine ngừa COVID-19. Giao tranh với nhóm dân quân đối lập ở Afghanistan, Taliban nhận trái đắng. Tính đến hôm 15 tháng 8, khi thủ đô Kabul rơi vào tay nhóm khủng bố Taliban, thì gần như tất cả các tỉnh khác của Afghanistan cũng đã bị Taliban đánh chiếm. Banisar là khu vực duy nhất chống lại Taliban với sự nổi dậy của một tổ chức tên là Mặt trận Kháng chiến Quốc gia. Đây là một tổ chức trung thành với thủ lĩnh Ahmad Massoud, con trai của chiến sĩ kháng chiến Afghanistan Ahmad Massoud, người đã chiến đấu chống lại lực lượng Liên Xô trong cuộc xâm lược Afghanistan vào những năm 1980. Trong thời gian vừa qua, Taliban đã liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào Panisser nhưng đều nhận lại thất bại. Hôm 30 tháng 8, một thành viên trực thuộc tổ chức này là ông Bismillah Mohammadi đã viết trên Twitter Đêm qua, Taliban đã tấn công Panisar nhưng đã bị đánh bại với 7 người chết và một số người bị thương. Họ rút lui với thương vong nặng nề. Đến hôm 31 tháng 8, hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin từ ông Mohammadi cho biết, phía Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công khác, song vẫn phải nhận trái đắng. 34 thành viên Taliban đã thiệt mạng và 65 người bị thương. Ngay khi quân đội Mỹ rời đi, Taliban đã đến từng nhà dân để hành quyết. Khủng bố Taliban nổi tiếng vì các vụ hành quyết dã man và không thương tiếc các mục tiêu chính trị. Daily Mail dẫn nguồn thông tin từ cựu cảnh sát trưởng ở tỉnh Kandahar. Ông Tadin Khan cho biết, mục tiêu hành quyết của Taliban bao gồm các sĩ quan cảnh sát, người lớn tuổi trong bộ lạc, các nhà hoạt động nhân quyền và thậm chí cả một danh hài nổi tiếng. Ngoài ra, các học giả tôn giáo, nhân viên chính phủ và bất kỳ ai được cho là ủng hộ chính phủ cũ của Afghanistan cũng đã bị Taliban nhắm tới mới đây một nguồn tin cấp cao của mỹ tiết lộ với fox news rằng các tay súng taliban thậm chí đi đến từng nhà ở kabul để hành quyết sau khi quân đội mỹ rời đi nguồn tin này chính là công dân afghanistan từng hỗ trợ lĩnh mỹ anh đã ghi lại một đoạn video trong đó có thể nghe thấy tiếng súng khủng bố không ngừng vang lên khiến người ta không khỏi dùng mình tôi nghĩ rằng có một cuộc xung đột bên trong taliban tôi nghe thấy tiếng súng truyền đến từ mọi hướng tôi không biết phải rời đi như thế nào trong bối cảnh hàng trăm người Mỹ vẫn đang mắc kẹt tại Afghanistan và có thể trở thành mục tiêu hành quyết của khủng bố Taliban. Cựu Tổng thống Trump từng nói với vẻ mặt buồn bã trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông Biden và các chỉ huy quân đội đã mắc sai lầm cơ bản khi rút quân khỏi Afghanistan. Họ quên mang theo người dân và hàng hóa, đồng nghĩa với việc họ quên mang theo những thiết bị quân sự vĩ đại nhất thế giới. Điều này thực sự khó tin, bởi vì một đứa, đứa trẻ cũng dễ hiểu, hiểu rằng đứa quân đội phải là người rút lui cuối cùng. Một đứa, đứa trẻ cũng hiểu điều này. Một nửa số dân Mỹ muốn ông Biden từ chức sau quá trình rút quân thảm hại khỏi Afghanistan. Liên quan đến việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, số liệu thống kê từ cuộc thăm dò do công ty truyền thông Mỹ Rasmussen tiến hành và công bố hôm 1 tháng 9 cho thấy có tới 52% người dân Mỹ không đồng tình với quyết định này, thậm chí cho rằng ông Biden nên từ chức vì cách ông quản lý việc rút quân khỏi Afghanistan. Kết quả của cuộc thăm dò còn cho biết có tới 75% thành viên Đảng Cộng hòa và con số đáng ngạc nhiên là 32% thành viên Đảng Dân chủ cũng nhận định rằng ông Biden nên từ chức. Thậm chí 60% số người thăm dò đồng tình với ý kiến của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nói rằng ông Biden đã phạm tội khi bỏ rơi công dân Mỹ và những người Afghanistan đã sát cánh với Mỹ. Trên thực tế, sau thảm họa ở Afghanistan, ông Biden đã phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức từ các nhà lập pháp. Nghiêm trọng hơn, vào ngày 30 tháng 8 vừa qua, một nhóm các nhà lập pháp còn kêu gọi thủ tục luận tội Tổng thống Mỹ. Các dân biểu Claudia Tennis, Ronnie Jackson, Chef Van Riel, Peter Sesson và Zevete viết trong thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Chúng tôi không tin tưởng vào khả năng tiếp tục giữ chức tổng tư lệnh của Tổng thống Biden. Sau nhiều cân nhắc, vô cùng đau lòng trước thảm cảnh hiện tại của đất nước Hoa Kỳ, chúng tôi kêu gọi bà, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, hãy bắt đầu ngay lập tức thủ tục luận tội Biden. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ Hoàng Sáng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.